đây nắm đứa nó bê cặp chấu xuống đây nó phải thả hàng tạ. Cái chú á, cái chấu mua đâu ấy, giống đâu? Nó mua về nó thả phóng sinh. Phóng sinh rắn này. Mua cho chấu ở đâu vậy? Ở dưới thằng này đâu. Ơi, những con này đẹp này, những con này nó đang có chửa anh em nhìn. Ấy phóng sinh những con này thôi rồi. Cái con kia nó đã cắt đầu. Nó ra đâu nó sướng. Bị tạt từ lâu rồi. Đừng mà bạn. Tôi thì hay rắn anh ạ, nhưng mà thấy anh em đi thả phóng sinh này cũng chỉ đi cùng thôi, nhìn thì chết khiếp. Rắn nó cắn. Phóng sinh rắn. Anh em nào? Anh em nhìn chưa? Rắn chưa? Anh em tôi thả phóng sinh rắn, chơi kiểu độc lạ. Trâu thịt cả con nướng, không băm nhỏ ra. Chào anh em nha, đây là buổi phóng sinh rắn này. Đấy. Ui, nó cắn tôi. Xẹ. Phóng sinh ra. Chứ tôi đi kiếm hồi ở đéo đâu ra mà nó